tuổi dần hả? Dạ đúng rồi chị. Chết, cái tuổi này mà yêu đương gì? Không có yêu đương gì hết trơn á. Chị sao em thấy tuổi dần thì con làm sao đâu. Trời ơi trời, mày không nghe nói hả? Tuổi dần là cái tuổi sát phu. Mày nhìn nó kìa, đó cái gò má cao này, nguyên cái mặt tao nhìn là tao không ưa luôn á. Mày là tuổi hợi, mày nghĩ đi, mày mà cưới nó về xong á, mày là con heo á, chui vô cái miệng con cọp cho nó nhai nó nuốt mày chết luôn cái gì. Em thấy chị nói chuyện kỳ quá. Thời buổi nào rồi còn tin vô ba chuyện mê tín dị đoan đó nữa. Bây giờ người ta có sống được với nhau hay không á là người ta nhìn vô con người, nhìn vô tình cảm. Em thấy bây giờ mấy người lớn tuổi người ta cũng không có mê tín dị đoan như chị vậy đâu. Anh bình tĩnh đó. Tao là tao ghét rồi đó. Tao nói không được là tao làm. Đi, tao quét mấy cái thứ xui rủi ra hết. Mày á, mày đi liền, đừng có ám quẻ nhà tao nha. Đi. Chị làm ơn chị tôn trọng Hoàng một xíu đi. Chị mà cứ như vậy nữa là em không có nhịn chị đâu á. Chị chứ mày tính làm gì tao hả? Mày tính đánh tao gì hả? Cái thằng mất dạy. Tao nói mày rồi, biết bao nhiêu đứa con gái tử tế mày không quen, mày đi quen với nhỏ tuổi dần. Bữa mày nói với tao gì? Nó làm nghề gì? Bán dây chai hả? Nhặt dây chai hả? Cái đó cũng gọi là cái nghề nữa hả? Nghe mà nó nghèo mặt rệp sao á. Chị Tâm, chị là người lớn, chị ăn nói cho đàng hoàng. Em bán dây chai thì sao? Em tuổi dần thì sao? Chị kỳ thị em, chị cấm ăn khai quen em là quyền của chị. Nhưng mà chị không có quyền xúc phạm em. Đó, kìa cái mỏ nó công công rảnh rảnh chuẩn bị trả treo với tao rồi đó. Bây giờ mày đi không? Mày đi ra khỏi nhà tao đi. Nè mày đem mấy này về mày bán dây chai đi. Đi. Thôi nha. Quang. Ha. What? Mày đứng lại. Mày đi theo con nhỏ đó nha. Là mày đừng nhìn mặt tao nha, tao không có chị em gì mày nha. Chị ghê vậy. Mày đừng có nói với tao á là mày dọn đồ qua nhà nhỏ đó nha. Tao nói mày nghe không? Mày thu dọn đồ qua nhà nhỏ đó đúng không? Đúng. Em muốn dọn qua ở với Hoàng. Cái thằng mất dạy, cái thằng trời đánh mày nghĩ làm sao vậy? Tao nói với mày rồi, cái nhỏ đó nó tuổi dần. Con muốn chết hả? Trời ơi, khó xuống mà coi nè. Ba má coi kìa, ba má đi từ rồi lúc nó còn nhỏ xíu, ba má để lại cho con đuôi đó. Và bây giờ nó chiên một con nhỏ tuổi dần mà nó bỏ nhà đi. Nói không nghe. Chị Tâm, cái công ơn mà chị nuôi dưỡng em từ nhỏ giờ em không bao giờ quên hết á. Nhưng mà trong cái chuyện này em thấy chị mê tín dị đoan quá rồi đó. Cái gì cũng phải nhìn vô thực tế chứ chị. Hoàng là một cô gái tốt mà. Hoàng là một cô gái hiền lành, chăm chỉ. Đối với em á, em quen được một cô gái như Hoàng á là cái sự may mắn của em nè. Và cho dù chị có nói bất kỳ cái điều gì á, em cũng không bao giờ bỏ Hoàng đâu. Vì vậy mà chị giữ sức khỏe nha. À, mẹ lại chị đi, mày đừng có đi mà ra. Tao nói mày nghe không? Sao chị nói mà mày không nghe kìa. Tất cả là tại con nhỏ đó. Tại con nhỏ tuổi dần chết tiệt đó. Được rồi, chuyến này hả, tao cho mày đẹp mặt luôn. Anh, em có gì muốn nói với anh hả? Anh đi về nhà đi. Chứ vì em mà chị em của anh như vậy em thấy không có nên. Em yên tâm đi, đâu phải là anh bỏ chị hai của anh luôn đâu. Anh chỉ muốn cho chị hai thấy là tình cảm của hai đứa mình không thể nào bị chia cắt được. Đợi một ngày nào đó chị hai chấp nhận em, chấp nhận tình yêu của hai đứa mình, thì anh sẽ về xin lỗi chị hai. Nhưng mà không có sao đâu ha, đừng có lo. Gì kìa? Này, mấy người làm gì vậy? Mày làm gì vậy hả? Này, mày muốn làm gì vậy? Vậy chị dẫn người qua đây đập phá hả? Chị làm cái trò gì vậy? Thấy mà, đập nát nhãn nhẫn này chứ làm gì? Em đập tiếp cho chị. Dừng lại, mấy người dừng lại với tôi. Đánh ra. Tao không dừng á là gì tao? Tôi không ngờ chị là người như vậy luôn á. Tôi nói cho chị biết, chị đi về ngay với tôi. Từ bây giờ tôi với chị không còn là chị em gì nữa. Chị đừng có xen vô chuyện của cuộc đời tôi.
chị không về đó, chừng nào á mày về nhà với chị á thì chị mới về, chị không cho mày ở đây với nhỏ này. Chị đi về đi, chị đừng đứng ở đây nữa, đi về đi. Chị nói là chị không có về. Trời ơi là trời, mọi người coi nè, tôi là chị ruột đó, tôi nuôi nó từ hồi nhỏ lớn tới giờ, mà bây giờ về con nhỏ này á, mà nó đuổi tôi đi nè trời. Mọi người coi đi, tôi làm gì sai đâu mà nó cứ chửi tôi, nó cứ đuổi tôi hoài vậy, nó bỏ tôi đi nữa nè trời. Trời đất ơi, cái gì cái gì, chuyện gì mà sáng sớm là sùm vậy hả? Em nói cho chị nghe nè, con nhỏ đây nè nó tuổi dần mà nó còn á lụm ráng lụm ba cái dây chai nghèo bát rẹp vậy đó, mà nó còn đi dụ dỗ em trai của em nữa. Em trai của em nó còn nhỏ tuổi có biết gì đâu, nó bỏ mồm em xuống lú vậy đó, mà bây giờ nó bỏ nhà nó đi qua đây nè chị, nó tuổi dần nữa nó khắc chết em của em nè. Cái con nhỏ kia, mày ở đâu ra vậy hả? Trời đất ơi, tuổi dần thì sao? Tao nói cho mày nghe nè, tao tuổi dần nè, đúng không? Tao có khắc chết chồng tao đâu. Vợ chồng tao với ăn ở với nhau tới bây giờ, hai ba đứa con nhà cửa đàng hoàng có sao đâu. Sao mày cứ ăn nói linh tinh vậy hả? Ừ thì chị ghét. Chứ tao nói cho mày nghe nè, ai nói với mày là con Hoàng nó nhặt ve chai, giờ nó nghèo mạt rệp vậy hả? Đó, mày nhìn mày thấy mà. Nghe nè, ở cái khu này mấy cái dựa ve chai là toàn là của nhà nó không đó, nghe chưa? Tụi tao là phải đi làm công cho nhà nó biết chưa? Trời đất ơi, trước khi muốn nói cái gì thì phải tìm hiểu cho nó kỹ, ăn nói tào lao không. Chị đi về đi. Tôi nói nữa, từ giờ tôi với chị không có chị em gì nữa hết. Tôi cảnh cáo chị mà còn dám kêu người qua đây đập phá một lần nữa, tôi báo công an. Thôi anh, bình tĩnh lại đi. Dù gì chị Tâm cũng là chị hai của anh mà. Anh không cần một cái người chị như vậy. Chị cái gì mà suốt ngày như vậy? Chị cái gì mà không bao giờ hiểu được em mình? Chị có bao giờ hỏi là tôi cần cái gì chưa? Tại sao chị nói là cái gì con gái tuổi dần là xấu hả? Tôi nói cho chị biết, Hoàng hơn gấp trăm lần mấy đứa ngoài kia kìa. Hoàng cả những cái mà chị không bao giờ có được. Hoàng hiểu em, Hoàng thương em nè, Hoàng chăm chỉ nè, Hoàng tốt như vậy. Tại sao chị không chấp nhận Hoàng? Chị vì cái tuổi dần dơ dẫn của chị, tuổi dần là cái quái vậy? Alo, chị nói gì? Chồng tôi bị tai nạn vô bệnh viện hả? Rồi tôi biết rồi, tôi vô liền. Cái chuyện gì? Chuyện gì? Chồng em, em ơi em, anh của em bị tai nạn rồi, giờ phải phẫu thuật. Em ơi, nhiều tiền lắm, nhà mình đâu có đủ tiền đâu. Mình tỉnh lại, bây giờ trước hết là mình phải vô viện mình coi thử anh như thế nào trước đã. Đó thấy chưa, cứ đâu phải tuổi dần là khắc chồng đâu. Mày đâu phải tuổi dần đâu, chồng mày cũng bị tai nạn đó thôi, bởi vì tào lao gì đâu. Bây giờ mình phải bình tĩnh lại, bình tĩnh trước đi chị hai. Chị Tâm, chị bình tĩnh lại đi. Trước mắt chị cứ lo cho anh phẫu thuật trước đi. Còn tiền á, em cho chị mượn, về sau anh chị trả lại cho em cũng được. Chị cảm ơn em, chị xin lỗi em. Em tốt vậy mà chị tệ quá. Thôi, em có để bụng đâu, chị đừng có suy nghĩ nhiều. Từ nay về sau chị đừng nghĩ em như vậy nữa là được rồi. Chị không có suy nghĩ gì nữa đâu. Chị biết lỗi của mình rồi, chị xin lỗi em nhiều lắm. Chị mừng á, vậy ra đã tìm được đúng người rồi. Chị chúc hai đứa hạnh phúc nha.